Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với Tin Hit TV, nơi liên tục cập nhật những tin tức hot nhất và mới nhất trong ngày và trong tuần. Giết người vì bị nhắc nhở, ngồi khoanh chân vào. Ngày 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Sĩ Bé, 32 tuổi, trú xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, 20 năm tù về tội giết người. Đồng thời, tòa tuyên buộc bé bồi thường 160 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân, cấp dưỡng nuôi ba con của nạn nhân mỗi tháng 1 triệu đồng cho cháu, cho đến khi các cháu 18 tuổi, cấp dưỡng nuôi mẹ nạn nhân mỗi tháng 500.000 đồng. Theo hồ sơ, chiều tối ngày 6 tháng 2, bé và anh Nguyễn Văn Hải, 36 tuổi, trú cùng xã Thượng Sơn, cùng một số người khác đi nhậu. Khi vào mâm nhậu, anh Hải thấy bé không ngồi khoanh tròn trên chiếu mà duỗi chân ra. Anh Hải nhắc bé ngồi khoanh chân vào cho đàng hoàng. Bé trả lời, em bị gãy chân, mới mổ mấy chục triệu, không ngồi khoanh chân được. Anh Hải cho rằng không tin bé mổ chân mà hết nhiều tiền như vậy. Giữa bé và anh Hải mâu thuẫn, lớn tiếng cãi nhau. Thấy vậy, một số người trên bàn nhậu đứng dậy đi về. Khi ra đến cửa quán nhậu, anh Hải và bé vẫn tiếp tục cãi vã rồi hai bên xô đẩy nhau. Sau khi hội đồng xét xử tuyên án, đại diện hợp pháp của người bị hại đứng lên hỏi, bị cáo bị đi tù, vậy ai là người đứng ra đền bù dân sự cho gia đình? Lúc này bé mở cốp xe, lấy con dao gọt hoa quả đâm vào ngực trái anh Hải khiến anh ngục tại chỗ. Anh Hải được đưa đi cấp cứu nhưng do bị đâm thủng tim, thủng phổi, đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi gây án, bé đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đô Lương đầu thú. Gia đình của bé đã thay mặt bé bồi thường cho người thân anh Hải được hơn 18 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo bé thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về đi làm bù đắp cho các con của anh Hải. Bé cũng khai rằng khi đang dùng con dao cắt bánh mì thì có bạn gọi đi nhậu nên tiện tay bỏ dao vào túi rồi đi luôn và đưa ra gây án. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo bé phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, tước đi tính mạng người khác, có tính chất côn đồ, gây mất an ninh trật tự, cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, gia đình đã khắc phục một phần hậu quả nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức của chúng tôi. Xin hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Tin Hit TV của chúng tôi. Và đồng thời quý vị và các bạn sẽ nhận được tin tức mới nhất từ chúng tôi, ngay khi chúng tôi ra video mới. Xin chân thành cảm ơn.